Baby bus. Đứa bé đang có một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ, nàng tiên nhỏ Miu Miu đang đưa cô bé đến một hành tinh tuyệt vời. Cửa hàng hoa. Xin mời. Xin mời. Xin chào, mình muốn mua cái này. Cho một loại hoa để làm bó hoa nhé. Hoa hồng. Chào mừng đến với khu vườn của tớ. Giúp tớ cắt mấy bông hồng này nhé. Hãy thu thập các bông hoa nhé. Món đồ để tô màu hoa. Thank you.
nhấn nút trên máy sấy để sấy khô hoa nào. Sấy thế là đủ rồi. Ôi, hoa bị sấy khô quá rồi. Cùng bắt đầu lại từ đầu nào. Nhấn nút trên máy sấy để sấy khô hoa nào. Trộn nguyên liệu nào. Tìm xốp. Vào như thế này nhé. Bạn muốn loại túi hương liệu nào nhỉ? Hoa mộc tê. Nhấn vào cây mộc tê để lắc hoa mộc tê rơi xuống. Nhấn nút trên máy sấy để sấy khô hoa nào. Trộn nguyên liệu nào. Bạn Hà. Khâu vào như thế này nhé. Bạn muốn loại túi hương liệu nào nhỉ? Cảm ơn bạn. Cho một loài hoa để làm son môi nhé. Hoa bụt giấm. Chào mừng đến với khu vườn của tớ. Hết các hoa từ cây bụt giấm nhé. Thank you.
món đồ để chế biến cánh hoa. Để chế nước ép từ hoa, chúng ta có thể dùng nước ép từ hoa để làm son môi. Để làm son môi, chúng ta cần sáp ong. Hãy cân sáp ong trên cân sáp ong. Để làm son môi, chúng ta cần nước ép từ hoa. Cần nước ép từ hoa trên cân. Để làm son môi đã sẵn sàng rồi. Đổ hỗn hợp son môi vào khuôn nào. Tủ lạnh để làm son môi đông lại. Nhấn nút trên tủ lạnh. Còn một ống đựng cho son môi. Vì đã đến. Còn có nhiều trò chơi nữa.